Vâng, em Hùng xin chào tổng thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì tục này bên em lại lên tiếp cho bác một đôi lò Mỹ đời cao, cực kỳ là VIP của hãng B-Way luôn nha bác nha. Đó. Nói chung là một thương hiệu B-Way á, là nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng của Mỹ, và cái thị trường của Mỹ thì họ chơi cái những dòng thương hiệu B-Way này rất là nhiều nha bác nha, rất là nhiều. Đó. Ở Việt Nam mình thì người chơi âm thanh họ rất hay ưa chuộng những dòng RIB, RIBL các bác, và nói cái rau. Nhưng mà thực chất thì các bác thấy là những dòng RIBL và nói cái rau thì nó đổi giá khá là cao, đổi giá cực kỳ cao. Và trong khi đó những dòng như B-Way, EV Electric Boy hoặc là những dòng Skin Vega thì cũng là những cái thương hiệu Mỹ đình đám và nổi tiếng, nhưng mà cái giá thành của nó rất là tốt. À, rất là tốt. Để các bác bỏ ra một cái chi phí mà để sở hữu một cái đôi loa B-Way ấy, thì nếu mà các bác mua một đôi loa JBL mà nếu mà cái để được có chất âm như thế thì phải bỏ ra gấp 2, gấp 3 lần giá tiền. Đấy, nên là các bác đã chơi qua dòng B-Way thì các bác rất là thích, rất là thích, và các bác yêu ngay từ cái nhìn và lẫn là cái các bác nghe về chất âm của nó lần đầu tiên luôn các bác nha. Đấy. Thì ở đây thì đôi B-Way mà em muốn giới thiệu cho các bác là đôi loa đời cao, đời SB. Của hàng B-Way model nó là SB2. Logo con nhện nha bác nha. SB2 logo con nhện này. Đấy. Hàng bên em tiến về cho các bác là hàng đẹp kem, long lanh, cành đào, từ trong ra ngoài, từ thùng quách cho đến là tiếng loa nha bác nha. Đấy. Ở đây thì em đã tháo sẵn cái lưới canh ra. Canh nó là canh lưới bằng thép nha bác nha, bằng thép và rất là dày dặn, cũng như là cực kỳ là nặng nha bác, rất là nặng luôn. Và trên canh thì nó sẽ khắc một chữ SB nha bác nha. Và ở dưới là logo thương hiệu B-Way. Đó, bác nhìn sát cái logo này. Nhìn cái logo nó cực đẹp nha bác nha, cực đẹp, con nhện nha bác. Đời cao nó thì nó sẽ có hai đời, đời bọ cạp và đời con nhện nha. Đó, các bác nhìn này, B-Way này. Đó, nhìn cái tem logo nó như thế này. À, các bác nhìn rất chất lượng. Đó. Rồi em sẽ bỏ cái canh qua một bên nha. Cái canh em đếm sang một bên. Rồi và chúc mấy tất cả bác là tiếng loa. Đấy, hình thức loa đây các bác nha. Đấy, hình thức loa. Đồ loa này thì nó rất là to, nên là quay em quay hầu như là nó không hết luôn mà. Đấy. Chúng ta sử dụng một bát 40, một bát 40 màn giấy gân vải tâm dầu dập 4 sóng nha bác nha. Đấy. À bên em tiến cho cả bác rất là đẹp. Phía bên trên là họng kèn nó rất là to nha, họng kèn rất là to. Họng kèn nó thì chiều cao nó từ phía trên này xuống tận dưới này nhỏ nha. Và chiều rộng từ bên đây vào đây. Em sẽ đo luôn cho cả bác về cái họng kèn này. Ông kem thì em sẽ đo từ phía ở dưới đây thì nó sẽ là 30 nha, 30, và chiều ngang của nó là 47. Đấy, ngang 47 nha, lò bát 40 nha bác nha. Đấy, lò bát 40 được thiết kế 4 lỗ thông hơi, 2 lỗ thông hơi phía dưới này và 2 lỗ nhỏ ở trên nha bác nha. Đấy, 2 lỗ nhỏ ở trên, bên trong là bọc lưới tiêu âm, tí em sẽ mở ra cho bác xem tiếng loa. Thùng nó là thùng gỗ. À, thùng gỗ bọc một lớp da nha bác nha. Các bác nhìn này, đây là cái lớp da này. À, lớp da này chứ không phải là sơn sần nha, bọc một lớp da sần. Và ở đây thì các bác thấy là lớp da này phải gọi là nó cực đẹp. Hàng tiếng về cho bác là cực đẹp nha. Đây các bác nhìn, từ cái lớp da không bong tróc và tất cả các góc kia cạnh là còn nguyên bản. Đó. Các bác nhìn lớp da này. Rất là đẹp luôn. Gọi là xuất sắc. Như đặt hộp luôn các bác. Quá mới, quá đẹp. Đấy. Quá đẹp luôn nha. Từ bên hông cho đến là mạch trên mạch kênh
và mặt trước vân vân, từ góc cạnh nhé, tất cả đều còn cực kỳ là đẹp, không rách, không bong tróc nha bác nhé. Đôi lo này thì bác mua về trưng bày rất là đẹp luôn, thương hiệu nó là thương hiệu đẳng cấp. Rồi em sẽ quay đằng sau một quả cho các bác xem về thùng vách nha, tí em sẽ quay cho bác xem tiếng lo, mở tiếng lo cho bác xem. Đó. Phía bên ngoài thì sẽ có một cái quai sắt nha, một quai sắt. Ở đây thì có thấy là chữ BY được in nối trên này là nó bằng kim loại luôn nha bác nha. À, các bác nhìn cái lớp da này. À, tổng thể nó quá đẹp luôn. À, xuất sắc nha. Rồi ngồi đằng sau đây các bác, ngồi đằng sau thì các bác thấy là BY SP2 Make in Utah nha. À, ở trên thì nó đánh chế độ BIAM gồm giá thấp sẽ là 1+1- và giá cao là 2+2-. À, cho cái cổng điều chức nha. Ở phía dưới thì đánh full ranger cũng là có cổng điều chức luôn bác, và nó sẽ sử dụng là 1+1- nha bác, kết nối 2+2- là nó không có tín hiệu nha. À, cổng này thì chỉ có 1+1- là full ranger thì nó sẽ ra đều ba giải là bát mít chết. À, còn phía trên thì đánh riêng từng giải, giải cao và thấp thôi. À, hoặc là các bác có thể sử dụng rác sâu ly. À, ở đây có thấy là nó còn quá mới, quá đẹp. Lo 8 ohm và công suất maximum của đôi lo này chịu đựng được là 1000W nhé. 1000W. Với công suất này thì các bác chơi rất là thoải mái. À, chơi con đói tầm 800W là ok. 800W trên một cây là 8 ohm. SP2 nha bác nha. SP2. Đẹp cực quá đẹp luôn bác, còn cực đẹp nha. Phía ngoài các bác nhìn thấy này, lớp da, à, tất cả góc cây cạnh là còn nguyên hết. Đó, bữa này cũng thế nha. Rồi ok, giờ thì em sẽ tháo thùng cho các bác cùng xem nội thất của loa nha. Vâng, ở đây thì bên em vừa tháo thùng ra, tháo một thùng thôi nha bác nha. Thì nói chung là để nó đỡ mất thời gian của tất cả bác. Thì tất cả thì bên em đã kiểm tra hết rồi, tất cả là bao zin nguyên bản và bao hoạt động hoàn hảo nha. Đấy. Và ở đây thì em đã tháo thùng thì các bác thấy phía bên trong thùng mút tiêu âm là xung quanh thùng luôn nha bác, chứ hầu như là gần hết thùng luôn. Đó, chặt kín luôn nha bác. Các bác thấy là mút tiêu âm và dây của BY đây. À, đặc trưng của dòng BY thì có thấy là nó sánh như thế này, và dây đỏ dây đen lúc nào cũng là dây chép nha. Đấy, lúc nào cũng là dây chép đỏ đen và xanh vàng. À, xanh vàng là dây của lò bát nha, dây của lò bát. Và các bác lưu ý giúp em, màu vàng là dây dương nha, màu xanh và dây đen lúc nào nó cũng vậy thôi. Đó. Và bên trong thì các bác sẽ thấy được là phân tầng của nó thì có tụ bi quay này, tụ bi quay chớ cùng cảm. Và nó phân tầng nó là phân tầng hai lớp nha, một lớp bên ngoài như thế này và nó một lớp bên trong nữa nha bác nha, rất là dày và linh kiện cực kỳ là to. À, linh kiện to và chất lượng. Cái đôi lo SP2 thì nó đánh cấp và gấu hơn là đôi lo SP5 nha bác nha. Các bác thấy là đôi lo SP5 và SP2 thì nó cùng một form dáng và cũng như là cùng một kiểu như nhau, nhưng mà về cái đôi SP2 ấy, thì nó sẽ sở hữu cú bát là từ 22:100 nha bác nha. Cú bát của Black Window từ 22:100, còn cái cú của SP5 thì nó bé, cú của SP5 thì nó nhỏ thôi, nó nhỏ, nó như là từ 160 bác, từ 160, còn này là từ 220. À, xương công đa chấu nha bác nha. À, BY rất chất lượng. À, chép này thì nó có là của bậc Black Window. À, 1508/8 nha. À, từ 22:100 có thấy cũng lo cực kỳ kỳ là đa cấp, của những dòng này thì rất là hay. À, tất cả là riêng nguyên bản nha. À, bác. À, riêng nguyên bản hết nha. Vâng, và nó sẽ sử dụng cú chép GX22
8 ohm mấy cái in view ra đây. Đó ta đây. Của chép đây. 8 ohm mấy cái in view ra dưới 22 nha. Đời này thì nó chỉ sâu cái cú chép của 44XT thôi. Còn con này thì cú chép nó rất to. Rất to, rất bự nha các cha. Đó, chép đánh cấp không. Chép này thì đánh bao phê, tiếng rất là sáng quá. Tất cả hàng là bao dinh như báo nha các cha. Chất lượng. Đẹp long lanh. Đẹp long lanh nha bác nhé, từ hai cột trọc. Rồi ok, thì cặp này hiện tại thì bên em sẽ để cho bác giá là 21 triệu đồng nha, giá bên em chưa bao gồm phí cước. Và hiện tại thì cặp này thì thị trường nó đang loanh quanh giá 24-25 triệu nha. Đấy, các bác mua thì các bác quan tâm là liên hệ cho em, giá em để cho bác là 21 triệu đồng chưa bao gồm phí cước nha. Các bác mua thì liên hệ chúng phòng qua số điện thoại là 0363648707 hoặc 0393109. Đôi lo đánh cắp của Mỹ và hàng cực kỳ là đẹp, cực kỳ đẹp và mới nha bác nha. Đấy, từ sở hữu từ bắt mua từ hai con tâm và một chép bi quay giấy 22. Rồi em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.